Hello, sáng nay anh Hà Đông sẽ hái những cái chai ớt vườn của anh Hà Đông. Ớt đã chín lác đác được cũng khá là nhiều hơn hai ba hôm trước. Thì nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà tuy nhiên thì những cái trái này đã chín, trái như thế này thì cũng đã chín rồi. Đã tới lúc phải hái được rồi. Đó. Đây. Một cây thì lác đác hai ba trái chín như thế này thôi cả nhà nè. Nhưng mà nó chín như thế này là phải hái rồi cả nhà. Chứ không anh hay ông sợ e là để lâu hơn thì nó sẽ bị hư mất. Không biết là nó có hư hay không, nhưng mà anh em lo lắng về vấn đề đó. Và cho nên là cần phải hái trước mấy cái trái chín này đi, trước khi mà mình phun thuốc. Hái xong mấy trái ớt ở trên cành như thế này rồi thì mình sẽ phun cho vườn ớt này một lần thuốc nấm, thuốc sâu cả nhà. Hôm qua thì anh em ông đã có dự tính là pha thuốc để mà phun, tuy nhiên thì cái máy phun thuốc của anh em ông là đang phun giữa trường thì nó hết điện, vậy cho nên là phải sạc. Và cái việc phun thuốc delay sang ngày hôm sau, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà sáng nay thì khi mà lúc anh Hà Đông chuẩn bị phun tiếp thì mới phát hiện ra là ớt cũng chín được khá nhiều một chút xíu. Và anh Hà Đông quyết định là hái mấy cái trái này trước. Bởi vì sao? Bởi vì khi phun thuốc xong thì mình dự kiến là ít nhất phải là 4-5 ngày sau nữa thì mình mới tiếp tục hái ớt. Chứ mình không thể hái ngay được, bởi vì thuốc nó ngấm vào trái nó rất là độc. Vậy cho nên là ít nhất là 4-5 ngày sau thì mình mới có thể hái tiếp được, thậm chí cả tuần mình mới có thể hái tiếp được. Vậy cho nên là anh Hai Nông mới quyết định là những cái trái ớt chín như thế này mình không thể để lâu hơn được, tức là 4-5 ngày sau, thậm chí cả tuần thì mình không để lâu hơn được, vì sợ nó chín quá rồi nó rụng, nó hư hỏng đi thì tiếc uống. Vậy cho nên anh Hai Nông phải tranh thủ hái trước những cái trái ớt chín này. Đó, rồi anh Hai Nông mới phun thuốc cả nhà. Này, lúc sáng nay thì anh Hai Nông đã hái được từ này rồi cả nhà nè. Nói chung thì số lượng chín chưa nhiều lắm, nó chỉ lác đác thôi. Nhưng mà anh Hai Nông cảm thấy rằng khi hái được những cái quả ớt chín lần đầu tiên mà mình trồng, lần đầu tiên nó chín và lần đầu tiên mình hái ớt, nhìn cả cái cảm giác nó có một cái gì đó nó khá thú vị cả nhà. Khi mà hái những cái trái ớt này đây, cái cảm giác mà bẻ cái cuống ớt nó kêu cái tách cái đó, cả nhà nghe không? Đây, để anh Hà Đông hái lại cái trái này cho cả nhà xem này, cả nhà nghe này, nó kêu cái tách nè, khi mà mình bẻ nhẹ nó xuống đó, bẻ nhẹ cái cuống này xuống đó, ngón tay bẻ nhẹ xuống để kêu cái tách nha cả nhà nha, nghe nè, đó cả nhà thấy nghe không? Cái tiếng kêu tách của nó và cái tiếng mình gầm cái quả ớt chín nó sướng tay lắm cả nhà, và nó có một cái cảm giác rất là thú vị lần đầu tiên mà mình trồng và mình hái. Đó, rất là hay. Hay ở đây là mình cảm giác rằng là lần đầu tiên mình trồng cái vườn ớt như thế này, mặc dù là về cái khoảng cách ớt nó chưa được đúng theo yêu cầu, tức là khoảng cách nó gần quá, cây ớt thì nó phát triển cũng chưa được cũng chưa được là gọi là tuyệt đối, nó chỉ là cũng tạm thôi. Nhưng mà được cái thì
vườn ớt này anh Hai Nâu trồng thì nó cũng lên, nó khá tươm tất. Và cho thời điểm này thì sự bệnh tình với trái ớt nó ra thì nó tương đối là hiệu quả, nó rất là sai trái đó, cũng chưa có phát bệnh đó. Và anh Hai Nâu cảm thấy mừng cho vấn đề này, cảm thấy vui cho vấn đề này. Và khi mình hái những cái trái ớt đầu tiên của mình trồng ra được thì mình cảm giác nó rất là thú vị. Cái vườn ớt của anh Nga Nông cả nhà thấy không? Trái rất nhiều, trái rất nhiều, nhìn rất là đã con mắt, nhìn rất là sướng mắt. Về hái những cái trái ớt đầu tiên này thấy rất là thú vị. Thì cảm giác này có lẽ là nó sẽ đến với anh Hai Nâu mà cũng giống như là mọi người lần đầu tiên trồng ớt, là một cái cảm giác mới lạ đầu tiên thôi cả nhà, chứ còn sau này đợt 2, đợt 3 chắc là không còn cảm giác này nữa đâu. Cảm giác của một sự thành công trong việc trồng cái cây ớt lên cả nhà, chứ không phải là thành công trong sự nghiệp gì cả, nó không phải là cái gì mà là quá to tát. Thành công trong việc là trồng trồng lên cây ớt ra những cái trái chín đầu tiên, những cái thành quả đầu tiên. Cây ớt, trái ớt nó ra được cũng như mong muốn, cảm thấy có động lực và không bị bệnh hay cái vấn đề gì liên quan đến năng suất và chất lượng. Bởi vì sao thì thấy trên mạng, trên Facebook, trong hội nhóm trồng ớt, rồi các anh chị em chia sẻ với nhau rất là nhiều trong cái, rất là nhiều cái trường hợp là cây ớt bị hư, bị chết, rồi trái ớt bị thối, bị than thư, rồi phải nhổ bỏ đi, dẹp bỏ hàng loạt, rất là tiếc, rất là uổng. Và đặc biệt là đối với anh Hai Nâu, một người đầu tiên trồng ớt và kinh nghiệm mì chân ướt chân ráo, chưa có kinh nghiệm. Và anh Hai Nâu trồng được lên như thế này, cho tới lúc này được trái như thế này, là anh Hai Nâu cảm thấy rất là mừng rồi. Lo lắm khi mà mình trồng rồi mình xem ở trên các hội nhóm ở trên mạng, người ta chia sẻ với nhau các cái tình hình về bệnh tật ớt, rồi cách thức trồng ớt, rồi là phải các cái yếu tố ảnh hưởng đến ớt này kia, A, B, C đủ các kiểu con đà điểu, và cây ớt thì khó trồng, khó chăm sóc, rồi lên bị bệnh này bệnh kia, rồi phải nhổ bỏ đi, rồi có người bảo là thua cuộc, rồi có người là nói là đủ thứ các kiểu con đà điểu, cũng lo lắm đó chứ. Nhưng hôm nay thành quả được như thế này thì anh em cảm thấy vui đó cả nhà. Và anh Hai Nâu hy vọng là cây, những cái ớt này của anh Hai Nâu sẽ tiếp tục có sự phát triển tốt, và anh Hai Nâu sẽ cố gắng chăm sóc thuốc phân cho nó đầy đủ hơn, đầy đủ tiếp để cho nó ra thêm những cái đợt quả sau nữa cả nhà.
Ok, anh hãy ông chia sẻ cái cảm giác và cái tình hình. Ok, anh hãy ông chia sẻ video kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Thân chào cả nhà nha.